Ca khúc được mang tên Xin Người Đừng Trách Ta Đa. Tìm kiếm như thể tìm kiếm chim bay biển bắc anh tìm kiếm.
Hết ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Tâm Diệp rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời bạn Bảo. Bài kế tiếp là tới cháu Huy ngồi dưới mái sông chuẩn bị nha.